Quý vị đang xem chương trình của Tin Vui Media, tiếng nói của những nhà truyền thông Công giáo. Kim Thúy xin kính chào quý khán thính giả rất thân mến của Tin Vui Media. Kính thưa quý vị, không ít lần trong cuộc sống, đối diện với những thử thách gian truân của cuộc đời, chúng ta tưởng chừng Thiên Chúa vắng bóng và Ngài đã bỏ rơi chúng ta. Nhưng không, chính những lúc ấy, Thiên Chúa vẫn đang yêu thương bảo vệ chúng ta khỏi gian tà nành vuốt cuộc đời. Trong chương trình hôm nay, Kim Thúy xin giới thiệu đến quý vị những tâm tình ấy qua một sáng tác của Linh mục Nguyễn Duy với sự trình bày của Khắc Thiệu. Linh mục Nguyễn Duy hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Mục vụ và trưởng ban Thánh nhạc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Đồng thời, Ngài cũng là Tổng Thư ký của Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và giờ đây, xin trân trọng giới thiệu đến quý vị những tâm tình của Ngài. Kính thưa toàn thể quý khán thính giả theo dõi chương trình Tin Vui Media, chúng tôi được hân hạnh anh em trong chương trình Tin Vui Media đến gặp gỡ trao đổi. Tôi xin giới thiệu tôi là Linh mục Nguyễn Duy, hiện nay là Phó Giám đốc của Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, kiêm trưởng ban Thánh nhạc của Tổng Giáo phận và thư ký Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Và như thế, cái công việc lớn nhất của tôi hiện nay đó là phụ trách và hướng dẫn mục vụ Thánh nhạc để cho tất cả mọi người có thể sử dụng và hát thánh ca cho đúng ở trong phục vụ. Tôi xin được sơ lược một năm nay tôi đã 64 tuổi và tôi chịu chức rất là trễ, cách đây 17 năm, năm 2000. Và trong suốt thời gian tu học từ sau sự kiện 1975 với khoảng thời gian đi học, vừa đi làm và vừa sáng tác, cho nên tôi đã viết ra những ca khúc trải nghiệm khi cầu nguyện cũng như khi vượt qua được những khó khăn thử thách trong giai đoạn đó. Thưa quý thính giả, sau năm 1975, chúng tôi vừa đi học ở Đại Chủng Viện, chiều tối lại trở về nhà xứ lo công việc và tập hát, cũng như trong ngày nào mà không đi học thì chúng tôi đi đạp xích lô, đi làm. Và trong thời gian đó, cái tương lai của mình rất là mù mịt, cảm thấy nhiều lúc mình cô đơn, nhiều lúc mình cô độc, nhiều lúc mình chênh vênh trong cuộc sống, tiến bước theo con đường tu hay là dừng chân để đi sang một hướng khác. Những lúc đó chúng tôi cầu nguyện và chúng tôi thấy được rằng chỉ có Chúa là người duy nhất và độc nhất luôn luôn đi bên cạnh mình. Nhưng mà trong cái niềm tin của mình đôi lúc bấp bênh, trống rỗng không, cho nên tôi đã viết lại cái cảm nghiệm đó, Đừng Để Con Đơn Hành. Và bài hát này đã được in ở trong cái cuốn tuyển tập Nhạc khúc Thiên Đường 9, rất là xấu xa bằng những giấy vàng úa Inronio. Thì tôi đã viết lại, xin Chúa nâng đỡ, đừng để cho mình vào những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Và chắc chắn những thử thách khó khăn đó là nó có không phải một mình tôi mà tất cả mọi người, nhất là những anh em học Đại Chủng Viện, các tu sĩ, các chủng sinh. Chúng tôi cứ học thôi, rồi khi học xong đến bao giờ mới được chịu chức, bởi vì lúc đó là rất khó khăn trong vấn đề tuyển chọn ứng viên lên chức linh mục, mỗi một năm chỉ có một lần. Và vì thế nhiều lúc tôi yếu đuối, nhiều lúc tôi cảm thấy bị thử thách, nhiều lúc tôi cảm thấy mình bị đong đầy những giọt cay, giọt đắng. Nhưng tôi luôn luôn vững trong nơi tình Chúa và tôi vẫn cất bước giữa đời. Đó là cái lý do và cái hoàn cảnh tôi viết cái bài này. Nó vào khoảng thập niên năm 1979-80. Đó là thời gian khó khăn nhất trong đời tu của tôi cũng như của rất nhiều anh em khác. Và tôi đã ghi lại cái cảm nghiệm của mình bằng cái bài hát Đừng Để Tôi Đơn Hành. Đúng là cả 4 câu, mỗi câu đều nói lên theo tôi một cái hoàn cảnh, cái trải nghiệm của mình. Trong đó có câu thứ 3, đừng bỏ tôi mãi mãi, ngụp lặn trong thử thách của Ngài. Đây là tôi nghĩ đến câu chuyện của Thánh Gióng, cũng đã bị luôn luôn sống trong cái thử thách đến cái độ mà người ta không thể giải thích nổi tại sao Thiên Chúa lại xô con vào cái chỗ sóng to bị gió cả như thế. Và đời hiểm nguy muôn lối, tôi dám nào liều bước Chúa ơi. Làm sao mà dám liều bước được khi mà mình không biết được cái bước tới nó sẽ là bước vững hay là bước mềm, đó là bước chắc chắn hay là bước rụng rời. Và vì thế, dù tôi đi lên đỉnh núi hay đi vào sa mạc hay tới sông dài, tôi cũng không chi ngại ngùng. Khi đó tôi đã tin nếu có Chúa bước cùng tôi. Nếu có Chúa thì tất cả chúng ta có thể làm được, và chúng ta có thể vượt qua được tất cả những thử thách đó. Nhất là một tuổi thanh niên mà, cho nên tôi viết tiếp: đường trần tôi đi đó, đừng bỏ tôi giọt đắng đong đầy, đừng để tôi sa ngã trong lưới dục vọng quá ngất ngây. Tức là nó bị giằng co, một bên là hy sinh, quên đi cái tình cảm, tình yêu của mình. Một đàng thì sống giữa một đời mà lúc đó mới cái 20 mấy tuổi thôi, thì cái cảm giác, cái ham muốn của mình luôn luôn lúc nào cũng đong đầy hết á. Và chính cái đong đầy đó nó vừa đắng vừa cay, vừa vui vừa buồn. Cho nên xin yêu thương dẫn con đưa tới quê trời. Và nếu 5 tháng qua đi, dù qua đi miệt mài, tôi vẫn cất bước cuối Ngài. Đó là hai cái câu mà tôi tâm đắc nhất trong cái bài hát này. Thực sự trong cái giai đoạn này tôi viết rất là nhiều, mà lúc đó thì mình viết theo cái cảm nghiệm, cái cầu nguyện, cái Chúa soi sáng mình. Mà tôi viết rất là nhẹ nhàng, giống như là mình ghi lại nhật ký bằng âm nhạc. Ví dụ bài Sống Trong Niềm Vui cũng vậy, thì tôi mở đầu bằng một câu: một đời lần trong đêm tôi, tình yêu con nay như hao mòn, một đời tìm trong thao thức, lòng con ngập tràn bao nỗi buồn. Tất cả như vậy, và cuối cùng thì tôi vẫn xác tín được rằng Chúa mới chính là gia nghiệp của mình. Và vì thế mình chỉ ước mong: lạy Chúa con, chính con trồng cây ở Ngài, lạy Chúa con, hãy đưa con về sống trong tình yêu. Và sau đó tôi sửa lại: sống trong niềm vui, cho nó cụ thể hơn. Tức là lúc đó giữa một cái khoảng thời gian bóng tối quá nhiều, mình cảm thấy mình lần bước, và cái lần bước đó giống như là một người mù hay là một người không có ánh sáng trên đường, thì không biết đi như thế nào, cứ lần từng bước, vừa mò mẫm mà vừa lần bước, và cứ thế thôi. Nó diễn tả nhiều khía cạnh khác nhau trong cái giai đoạn mà tất cả nhiều người Việt Nam, nhất là các chủng sinh Công giáo, các thầy tu thì đều cảm nghiệm được điều đó. Rồi tôi cũng còn viết chẳng hạn như bài Trông Cậy Chúa đó: con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, lời con đương bóng Chúa thôi. Đó là những nhiều bài, mỗi một bài nó diễn tả một cái thời khắc, một cái giai đoạn, một cái tâm cảm của mình. Và không ngờ là tất cả những cái bài đó nó cũng diễn tả được nhiều người thấy cái tâm trạng của họ có những giây phút trong cuộc sống. Và đến ngày nay, năm 1999, trước khi tôi chịu chức, tôi cũng còn viết với cái gọi là cái thân phận của mình: con tưởng rằng con vững tin vào Chúa là Cha nhân hiền, và lạy Chúa để Chúa biết con yếu đuối nên con cần đến Chúa. Thế nên cái xác tín cuối cùng của người tín hữu Công giáo như một người chủng sinh sẽ làm linh mục là phải luôn luôn tựa nương, cậy trông và phó thác nơi Chúa. Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu, tình Ngài ơi có thấu. Sống trên giường trần cớ cầu, lưới gian nguy trùng ngang đầu, đừng bỏ con đơn hành. lạy Ngài thương nâng đỡ, đừng bỏ con vào chốn hang hùng. Đời chung với nguy khó, con đêm ngày nhiều nỗi lắm lo. Như con người mất Chúa, xin giữ gìn con khỏi ngục tù, luôn vững trong nơi tình Ngài, con cất bước giữa đời. Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình Ngài ơi có thấu, sống trên dương trần cớ cầu, lưới gian nguy trùng ngang đầu. Đừng bỏ con đơn hành, lạy Ngài con yêu đuối, đừng để con một kiếp đơn hành. Dòng đời trôi phăng mất, con sẽ chìm ngập dưới nước sâu. Đưa con xa đi khuất khói gian tàn ánh vuốt cuộc đời, son sắt tin nơi tình Ngài, con dám sống giữa đời. Trong thử thách của Ngài, đời hiểm nguy muôn lối, con có thể chung bước Chúa ơi. Đưa con lên đỉnh núi hay sa mạc hay tới sông dài, con cũng không chỉ ngại ngùng nếu có Chúa bước cùng. Lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình Ngài ơi có thấu, sống trên dương trần cớ cầu, lưới gian nguy trùng ngang đầu. Đừng bỏ con đơn hành, lắng trong đêm lời kinh cầu, mắt con rơi lệ u sầu. Tình Ngài ơi có thấu, sống trên dương trần cớ cầu, lưới gian nguy trùng ngang đầu. Đừng bỏ con đơn hành, bỏ con đơn hành. Kim Thúy xin chân thành cảm ơn những yêu thương mà quý vị đã dành cho chuyên mục Thánh Ca và Đời Sống của Tin Vui Media. Kim Thúy ước mong quý vị đã có những giây phút sâu lắng với ca khúc Đừng Để Con Đơn Hành của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy, và từ đó luôn vững trông nơi tình yêu Thiên Chúa, nhận ra Ngài chẳng hề để chúng ta đơn hành trong cuộc lữ hành nhân chứng trần gian.